Rồi, chào anh. Rồi, chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em lại lên clip cho cô chú anh chị xem ha. Em lên 25 cây mai chậu 5 thường chậu luôn. Giá rất là hợp lý ha cô chú anh chị. Rồi, em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em ha. Rồi, chương trình bên em là em miễn phí ship cho cô chú anh chị là 300 cây lô mét đô lại ha. Rồi, em tên Tấn. Số điện thoại của em là 0939. Số hỏi em là 0939 163 019 ha cô chú anh chị. Rồi, mã số thứ nhất nha. Rồi, em đặt cái này là cái mã số A1. Cái này có lưới ha cô chú anh chị. Đây. Rồi, hoành là 18 cô lưới ha. Đây. Em có mồi lên đây. Tán ngang là 1m6. Cao là 1m5 ha cô chú anh chị. Cái này tàn rất là khủng ha. Rồi cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn. Mã số A1. Em miễn phí ship cho cô chú anh chị là 300 cây số đô lại ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số 2 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này rất là đẹp ha. Cái này dưới ấm nụ luôn. Chi tàn rất là đều ha. Cái này dữ lắm nụ nha. Chi tàn ha. Hoành là 19. Tán ngang là 1m5. Chiều cao là 1m5 luôn. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn ha. Rồi em miễn phí ship 300 cây số đô lại luôn. Đây có cái mặt bông luôn ha. Đây. Đây, có cái mặt bông luôn. Bông rất là đẹp luôn. Dấu viên dấu đất luôn ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A3 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này cũng dữ lắm nụ luôn nha. Hoành là 19. Tán ngang là 1m7 ha. Rồi, này chiều cao tới 1m7 thôi, tính 1m6 thôi. Chiều cao 1m6. Rồi, cái mã số A3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn ha. Em miễn phí ship 300 cây số đô lại ha. Cái này dảo ha. Đẹp luôn. Dữ lắm nụ. Rồi. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo là cây mã số A4 luôn anh chị ơi. Rồi, cây này có cái đế rất là đẹp ha. Đế cũ luôn. Đấy, tàn thông. Đế cũ ha của chú chị. Đấy. Đế cũ luôn ha. Chị tàn rất là đẹp luôn. Hoành là 20, tính 22 thôi ha, gần 22. Tán ngang là 1m5. Chiều cao cũng là 1m5 luôn. Rồi, cái mã số A5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn. A4 chứ, mã số A4. Mà số A4 này xin giao lưu với chú chị là mỗi giá 1.500.000. Em miễn phí ship luôn, 300 cây số đô lại. Rồi. Xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A5 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này rất là đẹp ha, lá rất là xanh, xanh đen luôn ha. Này cũng dữ lắm nụ nha. Cái cây đang rất là tươi tốt ha, thường chậu luôn. Cốt luôn. Rồi. Hoành là 22.
Tới ngang là 1m4 ha. Rồi chiều cao là 1m7. Rồi cái mã số A5 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn. Em miễn phí ship 300 cây số đủ lại luôn ha. Cái này rất là tươi tốt ha. Rồi, nổi cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A6 luôn cô chú anh chị ơi. Thành thông luôn ha. Đây chi cành rất là đều ha. Chi cành rất là đều ha cô chú anh chị. Hoành là 24. Tán ngang là 1m3. Chiều cao là 1m6 ha cô chú anh chị. Rồi, cái mã số A6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn. Em miễn phí ship 300 cây số đủ lợi ha. Rồi, thành thông cái này rất là đẹp ha. Mã số A6. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A7 luôn cô chú anh chị ơi. Lùng lực luôn ha. Mẹ bồng con. Mã số A7 nha cô chú anh chị. Bên trong là 18 ha. 18. Tán ngang là 1m4. Chiều cao là 1m3 ha cô chú anh chị. Rồi. Mã số A7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn. Em miễn phí ship 300 cây số đồ lại ha. Dữ lắm nụ ha cô chú anh chị. Lùng lực luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A8 luôn cô chú anh chị ơi. Này dữ lắm đẹp nha. Cái này dữ lắm nụ ha. Đang cho. Cái này là cái gốc đang lớn ha, gốc nứt này ha, đang lớn. Một cốt luôn. Hoành là 22. Bán ngang là 1m4 ha. Chiều cao là 1m4 đi. Chiều cao là 1m4 luôn. Cái mã số A8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000. Em miễn phí ship luôn ha. Miễn phí 300 km đâu lại, miễn phí ship. Này dữ lắm nụ nha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A9 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này có dáng cái dáng khá là đẹp ha. Dáng siêu nha cô chú anh chị. Chi tàn rất là đẹp luôn. Đây, cái dáng nó rất là siêu ha. Chi tàn cũng rất là đẹp luôn. Hoành là 21 ha. Rồi tán ngang là 1m5. Cao là 1m6 thôi. Tính 1m6 thôi. Lá rất là tốt ha, xanh đen luôn. Cái này nhiều lụ nụ nhiều lắm nha. Cái này từng tết từng chân tước nhà là dữ lắm đẹp ha. Rồi. Rồi cái mã số 29 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí ship cho cô chú anh chị làm 300 cây số đủ lại ha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A10 luôn. Đây, rất là đẹp ha cô chú anh chị.
Cái tàn đóng rất là đẹp ha, con bự luôn. Quanh là 22 là tính 20 ha, tính 20 thôi. Rồi tán ngang là 1,5 m, chiều cao là 1,6 m ha. Rồi cái mã số A10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn, em miễn phí ship ha, 300 cây số đô lại. Cái này dáng khá là đẹp ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A11 ha cô chú anh chị. Cái này rất là đẹp ha, cái này dữ lắm nụ luôn. Cái này dữ lắm nụ nha cô chú anh chị. Chi tàn đóng rất là đều luôn. Hoành 19 ha. Hoành 19. Rồi, tán ngang là 1,5 m. Cao cũng 1,5 m luôn ha. Rồi cái mã số A11 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn. Em miễn phí ship 300 km đổ lại luôn ha. Rồi, cây này dữ lắm nụ nha, cây này đẹp lắm nha. Rồi, em đổi cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A12 luôn cô chú anh chị ơi. Cái này dữ lắm nụ ha. Bông cũng đẹp luôn ha. Có cái bông gió đó. Cái này tàn rất là đều ha, tàn tròn luôn. Mã số A12 ha. Chi tàn đóng rất là đều luôn, rất là đã ha. Hoành là 20. Tán ngang là 1,5 m ha. Rồi, chiều cao là 1,4 m thôi, chiều cao là 1,4 m. Rồi, cái mã số A12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu. Em miễn phí 300 km luôn ha. Miễn phí ship 300 km đổ lại ha. Mã số A12. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A13 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái này dữ lắm nụ nha, có cái bông gió luôn ha. Đây có cái bông gió luôn, bông rất là đẹp ha. Đó, bông rất là đẹp luôn. Cái này có đế luôn ha cô chú anh chị. Đấy là đã nha. Đây. Rồi mình là 23. Tán ngang là 1,4 m. Chiều cao là 1,9 m ha cô chú anh chị. Cái này dữ lắm nụ nha. Rồi, cái mã số A13 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn ha. Em miễn phí 300 km đổ lại, miễn phí ship ha. Rồi, mã số A13. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A14 luôn cô chú anh chị ơi, lùng lực luôn ha, cái này rất là đẹp nha, chi càng đóng cứng ngắc luôn ha, có đế luôn nha cô chú anh chị, đấy nha, chi đàn đóng cứng ngắc luôn, nụ nhiều lắm nha, như cây đào luôn ha, đế nở luôn. Rồi, hoành là 20. Cái này cái tàn của nó khá là đẹp ha. Rồi tán ngang của nó là 1,5 m, gần 1,6 m thôi, tính 1,5 m thôi ha. Rồi cao là 1,3 m, chiều cao 1,3 m ha. Mã số 14 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn, em miễn phí ship 300 km đổ lại ha.
thì cái đàn nó khá là đẹp ha. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A15 luôn cô chú anh chị ơi. Này cái đàn dữ lắm ha. A15 ha. Dàn chi dữ lắm, đẹp luôn. Quanh 19. Tán ngang là tới 1m7 lần nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m5. Rồi, cái mã số A15 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn. Em miễn phí ship 300 cây số đủ lại ha. Cái này đẹp lắm nha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A16 luôn cô chú anh chị ơi. Đây ha. Cái này cái lá rất là dày nha. Cái này cái lá rất là tốt luôn. Cây này dữ lắm nụ ha. Dữ lắm nụ luôn nha. Chi tàn là văng ngang không ha. Cái này chi tàn văng ngang nhìn rất là đẹp ha. Sắc đắt luôn. Bốn hướng luôn ha. Chi tàn bốn hướng luôn. Mình là 21. Rồi, tán ngang nó là 1m6. Rồi, chiều cao nó là cũng là 1m6 luôn ha. Rồi, cái mã số A16 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,500,000 luôn. Em miễn phí ship 300km đổ lại luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cái số điện thoại của em là 0939 163 019 ha. Em tên Tấn ha. Rồi, rồi em xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã số A17 luôn cô chú anh chị ơi. Này rất là tốt ha. Chi tàn rất là đều, rất là tốt luôn ha. Nút nụ nhiều lắm. Em bao bọc cho cô chú anh chị là từ 6 tới 12 cánh ha. Nhưng mà vẫn có đốc lai là 5 cánh ha. Nhưng mà số ít thôi. Chi tàn rất là đẹp ha. Quanh là 18. Rồi, tán ngang là tính 1m6 thôi. Gần 1m7 ha, tính 1m6 thôi. Chiều cao là 1m5. Rồi, cái mã số 17 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,500,000 luôn. Miễn phí ship ha, 300 cây số đâu lại. Cái này đẹp lắm nha. Rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là cây mã số A18 luôn nha cô chú anh chị. Cây này dữ lắm nha. Dữ lắm đẹp luôn. Chi tàn khỏi chơi luôn ha. Rồi, mã số A18 tàn đào luôn. Chi tàn là khỏi chơi luôn ha. Quỳnh Thăng là 20 ha. Quỳnh Thăng là 20. Rồi, tán ngang là tính 1m6 đi. Tán ngang là 1m6. Rồi, chiều cao là 1m4. Ủa? Đây. Chiều cao là 1m6 ha. Chiều cao 1m6. Rồi, cái mã số A18 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,500,000 luôn. Em miễn phí ship 300km đổ lại ha. Cái này rất là đẹp luôn nha. Đây. Rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số 19 luôn cô chú anh chị ơi. Này có cái bông gió luôn ha. Đó, rất là đẹp ha. Đây. Cái bông gió rất là đẹp ha. Rồi, đế nở luôn nha. Đây, chi tàn rất là đều, rất là đẹp luôn. Đế nở luôn ha. Đế nở luôn. Như này rất là đẹp nha. Quanh 18.
Rồi tán ngang là 1,5 m ha. Khoảng 1,6 m em tính 1,5 m thôi. Rồi, chiều cao là 1,6 m luôn. Rồi. Cái mã số 10A19 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn ha. Rồi em miễn phí ship 300 km đổ lệ luôn. Cái này nó rất là đẹp nha. Bông rất là đẹp luôn. Rồi, em đổi cây. Rồi tiếp theo là cái mã số A20 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này lùng lực luôn ha. Cái này gốc bự nha, có đế luôn, đế nở nha. Nghe chị, đế nở luôn ha. Ở đây có cái củ bự lắm nha. Chi đàn đóng mà dữ lắm, đẹp nha. Tứ hướng luôn ha. Lùng lực. Hoành là 23. Tán ngang là 1,6 m. Rồi, chiều cao là 1,2 m thôi. Chiều cao 1,2 m thôi, tính 1,1 m thôi. Chiều cao 1,1 m nha. Rồi, cây mã số 20 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn ha. Em miễn phí ship 300 km đổ lệ luôn. Cây này có cái củ rất là đẹp nha. Rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A21 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này rất là đẹp nha. Có cái bộ đế là củ luôn ha. Chi tàn đóng sắt đất rất là đều luôn. Một cốt dán trực. Bộ đế ha. Bộ đế gì? Có cũ luôn nha, vừa đế mà vừa cũ luôn ha. Hoành 20. Tán ngang là 1,4 m ha. Rồi, chiều cao 1,3 m thôi. Chiều cao là 1,3 m. Rồi, cây mã số 21 này, A21 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn. Em miễn phí ship 300 km đổ lệ luôn hết cô chú anh chị. Rồi, cây rất là đẹp nha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A22 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này dữ lắm, nụ nha. Nụ rất là đẹp luôn ha. Bông rất là đẹp ha. Nụ rất là nhiều luôn. Cây này chi là nằm dưới đất luôn ha. Cây này khó là đo ha. Đo trên đây đi. Đây là hoành 24 ha. Hơn 24 chứ mà em tính 24 thôi. Hoành 24. Tán ngang là 1,5 m. Rồi, chiều cao là 1,5 m luôn ha. Rồi. Rồi, cái này dữ lắm nụ nha. Đây, cái này dữ lắm nụ ha. Rồi, cái mã số A22 này em xin Zalo với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn. Em miễn phí ship 300 km đổ lệ luôn ha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A23 luôn cô chú ơi. Rồi, cây này cái dáng của nó khá là độc ha. Cái này dữ lắm nụ nha. Dáng lắc ha cô chú anh chị. Đây, đây ha, cái dáng nó khá là lắc ha. Em đo luôn. Hoành là 21. Chi tàn rất là đã ha. Rất là đều. Đóng kính luôn ha. Rồi, tán ngang là 1,5 m. Cao là 1,6 m ha. Cao hơn 1,6 m nhưng mà em tính 1,6 m thôi. Rồi, cái mã số A23 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn. Em miễn phí ship 300 km đổ lệ luôn hát cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp nha. Rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là cái mã số A24 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cái dáng nó khá là đẹp ha. Cây này một cốt luôn. Cây này đẹp lắm nha. Tàn rất là đều ha. Đây, một cốt. Dáng rất là đẹp nha. Đây, chi tàn đóng rất là kính luôn. Dán hơi siêu ha. Có đế luôn nha. Hoành là 21. Có đế ha cô chú anh chị.
Rồi, đáng ngang là 1m6, hơn 1m6 em tính 1m6 thôi ha. Rồi, chiều cao là 1m5. Rồi mà số A24 em xin giao lô với cô chú anh chị là 1,5 triệu luôn ha. Rồi em miễn phí ship 300 km đổ lại luôn. Rồi, này rất là đẹp nha. Rồi, em đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã số 25 ha cô chú anh chị, cũng là cây cuối cùng của clip hôm nay ha. Rồi, cây này dữ lắm nụ nha. Cây này là vừa chơi Tết luôn ha. Rồi, cây này dữ lắm nụ luôn, lá là xanh đen luôn ha. Một cốt luôn. Có đế luôn nha cô chú anh chị. Đây ha, đế dưới đây ha. Đế cộng bự luôn nha. Dưới đây đế nở nha cô chú anh chị. Hoành là hơn 22 á, nhờ em tính 22 thôi ha. Hoành 22. Rồi, tán ngang là tính 1m6 thôi ha. Tại tán ngang 1m7 là tính 1m6 thôi. Rồi, chiều cao là 1m6 luôn ha. Rồi, cây mã số 25, cây cuối cùng này em xin giao lô với cô chú anh chị là 1.500.000 luôn ha. Miễn phí ship luôn. Còn cô chú anh chị nào mà mua hết một lô thì sẽ được cái giá rất là ưu đãi luôn ha. Giá rất là ok luôn. Rồi, cây này dữ lắm luôn nha. Rồi, em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra coi hết cái clip của em hôm nay ha. Rồi, em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em luôn. Rồi, số điện thoại của em là 0939 163 019 ha. Rồi, em tin Tấn. Rồi, em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem luôn. Rồi, tạm biệt.